Hương nước mắm bây giờ nè. Hương nước mắm, đường bột ngọt. Ừ. Đạt chỗ quá. Thì Tiên ở Mỹ thì sẽ làm hợp đồng với anh là 1 năm. Tuy nhiên thì em sẽ đóng mỗi một lần là 3 tháng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của em Thành cùng với vợ của mình đó, để xem cái tình hình của vợ chồng như thế nào. Vì em Thành có chia sẻ rằng ngày hôm nay là em sẽ dọn khỏi cái gầm cầu này, cô bác quý anh chị, và cũng được Mạnh Thường Quân, đó là chị Tiên Trần, hỗ trợ cho gia đình của em lên thuê một cái phòng trọ sinh sống cách đây cũng không xa. Và hôm qua thì Bùi Hồ cũng đã có điện cho em để chuẩn bị những cái đồ đạc vô những cái túi ni lông sẵn, và cũng như là gọi chiếc xe ba gác để chở đồ vật dụng lại đằng đó. Và bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục hành trình vào trong đây để xem cái công việc chuẩn bị lên một cái ngôi nhà mới như thế nào. Hả cô bác quý anh chị, mời cô bác quý anh chị cùng vô đây. Anh chào em. Thì anh thấy đồ đạc ở đây là mình đã dọn vô hết hả Dung ha? Dạ. Mình dọn từ mấy giờ? Dọn từ chắc 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Dạ. Ôi nhìn bé dễ thương như ta. Anh thì anh mừng quá, anh ngủ không được. Anh thức tới sáng em nói thôi giờ ngủ đi, ngày mai hả tính tiếp. Ngày quen ăn anh nói hơi ngủ, giờ anh mới ngủ. Là em hứa với lại mấy chú là ở ấp là ngày hôm nay dọn lên luôn đúng không? Dạ. Ừ. Ngày sáng giờ ta có đến đây không? Dạ không, sáng giờ không có thấy ai đến. Hứa dọn lên thì mình đi thôi. Hứa dọn thì mình dọn đi. Mình đi là những chiếc giường này trả đi luôn hay sao? Những chiếc giường này trả đi, còn giường đó là trả lại. Trả lại cho bà cô. Trả lại tủ và bàn và bếp ga thì mình lấy. Dạ. Cái đó là để lại trả lại cho cô hết. Dạ. Em cái cảm giác bây giờ như thế nào rồi? Dạ em cũng vui. Vui hả? Ừ. Lên đó được ấm áp rồi, kín đáo rồi. Dạ. Chồng con cái ngủ ngon. Anh Thành đi đi đâu? Đi chợ mua đồ cho bé nè, ăn sáng nãy giờ. Sáng nay gia đình mình ăn gì chưa? Chưa. Dạ hả? Em chưa ăn luôn hả? Rồi tới giờ này cũng chưa lắm rồi đó. Bé nhìn mặt kháu khỉnh ra, dễ thương. Ừ, không được không? Đẹp gái quá à. Kìa kìa chú kêu kìa. Sổ mũi quá rồi, sổ mũi rồi. Bé bị cảm hay gì không? Dạ bị cảm mấy ngày chưa. Khát sữa rồi hả? Hả Nhung? Bé khát sữa hả? Sáng giờ chưa có ăn uống gì, đói rồi. Ừ. Cát sữa quá. Sáng nay hai vợ chồng là mấy giờ thức dọn? Cỡ 5-6 giờ là hai chồng thức rồi. Thành có dọn phụ em không hay là em dọn thôi? Có, chồng em có dọn phụ tiếp em nữa. Vậy hả? Dạ. Có đói hay gì vậy? Dự định là em có dự định là buôn bán gì sau khi được lên chủ ở mới không? Em định mà chưa, để từ này nó có chỗ nào rễ nó rồi là em đi bán. Em có muốn là mình bán bán cà phê hay nước ngọt gì ngay tại nhà đó không? Chắc bán thì bán cũng không có được. Sao vậy? Tại em giữ nó rồi đâu có bán được. Gỡ bé cho nhà trẻ. Nó lớn là gỡ mẫu giáo được rồi. Này học lớp nhà trẻ, gỡ bé cho nhà trẻ rồi em buôn bán nó sẽ thuận tiện hơn. Em tính là anh kêu em tính là bán ở nhà nó rồi chăm nó luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là mình mua một cái đó rồi. Một cái tủ. Dạ. Sau đó là mình sẽ để ly rồi lên bán ở tại nhà luôn. Nhất. Dọn hết một buổi sáng quá. Dạ, em dọn hết luôn. Ở đây là hổm gài được mấy bạn hỗ trợ đồ cho mì rồi cũng nhiều quá ha. Gạo, đây gạo đúng không? Dạ, cái đó là nguyên bao gạo luôn. Nguyên bao gạo luôn hả? Dạ. Nói chung là mình gạo với lại mì với lại sữa là mình không sợ thiếu hả Nhung ha? Dạ. Bé được nhiều đồ không? Dạ.
Dạ bé cũng nhiều đồ. Nguyên một bao đồ với sập đồ. Nguyên một bao luôn hả? Dạ. Còn hai vợ chồng thì ít xẹo à. Kìa Thành về tới rồi kìa. Ủa em điện ba gác lại chưa Thành? Đang chạy vô ha. Em có nói với lại chủ nhà chưa? Đang ở bên đó luôn rồi ha. À. Ba gác gần đây không em? À. Cái còn một thùng gạo nữa. Hai chồng còn một thùng gạo. Thùng gạo với bao gạo luôn. Một đống. Ồ ba gác là nói là chở bao nhiêu tiền Nhung? Dạ 100.000. 100.000 ha. Dạ. Chở hết đồ là 100.000 thôi. Dạ. Cũng được ha. Cái bếp ga nhỏ. Hồi đó sao mình không mua bếp ga loại 2 bếp á? Dạ không, có tiền bếp ga này là bà cô quá cho. Ừ. Dạ. Bây giờ bà cho luôn chưa? Bà cho luôn rồi, giờ bà ở nhà bà có 3 bốn bếp rồi. Thì bà cho lại. Ừ. Có mấy cái bàn thì với cái giường thì bà lấy lại. Ừ. Tại vì để đồ. Ok. Như là qua bên kia là mình có được cái giường gì không? Có, trên bên kia thì có cái giường cao bự bằng nó xây bằng gạch. Gạch luôn. À vậy mình có nệm không ta? Có nệm mà đúng không? Dạ. Ừ. Nhà đó mấy phòng luôn? Nhà đó tới 2 phòng. Ờ rộng ha. Không có nệm, chẳng có chiếu. Em nhà em có nệm không? Không có. Dạ. Đâu có nệm đâu, có chiếu. Ừ. Có cái chiếu thôi đó. Bây giờ trước tiên á dọn qua bên đó á thì mình dọn đồ, ngày hôm nay mình dọn đồ bố trí lại hết. Rồi tụi anh sẽ xem cho mình thiếu cái gì thì mình có thể bổ sung thêm ha. Vậy hả? À, tối ngủ được không? Dạ không. Ừ. Không vô cái nữa. Ừ. Bởi vì em ngủ không được hôm nay thì em phải ngủ. Ừ. Thì cố gắng ở hai vợ chồng ở sống cho là cố gắng làm ăn thì chị Tiên Trần hứa hỗ trợ cho em một năm trước. Và trước tiên thì tí xíu nữa anh sẽ gửi tiền cho anh chủ trọ 3 tháng. Nhưng mà trên tinh thần là 750.000 tháng thì mình gửi trước 3 tháng cho người ta. Ha. Là tí xíu nữa xe ba gác chạy á thì em chạy lên đó gặp anh với ảnh để mình trao đổi trực tiếp luôn ha. Rồi sau đó là dọn đồ vô, hai vợ chồng dọn vô. Rồi qua ngày sau anh thăm lại cái mình còn thiếu gì. Dạ. Ừ. Vô bọc hết thì cũng gọn ha Nhung ha. Sách nổi không? Ôi bé đó con ai vậy? Dạ cháu. Cháu em á hả? Dạ. Bé mày đợi nó nhiều cho con ăn. Đấy. Ôi. Ôi. Cái này cũng gọn ha anh. Dạ. Có nhiều là không đó. Quần áo không? Quần áo không cũng nhẹ. Cái giường để lên được không ta? Để lên trên. Chứ giờ mở ra là hơn đó. Chị á. Nước tương nước mắm bây giờ nè. Tương nước mắm được bột ngọt. Ừ. Rồi có người là phụ kìa. Sáng là hai vợ chồng dọn thấy cũng gọn ghê chứ. Có bà gì nữa làm tiếp nữa cha. Tại cô bệnh rồi cô không làm nữa.
cũng chân thành cảm ơn chị Tiên rất là nhiều đã hỗ trợ cho gia đình của Thành đó. Có thể dọn lên chỗ ở mới đúng cái thời điểm, tại vì không thì hôm nay gia đình sẽ bị đuổi đi, không biết ở đâu, đúng không Thành? Đây còn mấy cái nữa là xong này, chở chuyến một hết không anh? Rồi em xách cái nhỏ đó đi, để cho hai anh xách cái to. Rồi tới thùng mì. Thùng mì với sọt đồ luôn nè. Sữa nữa. Còn sọt đồ kìa. Rồi lấy cái sọt đồ để lên luôn. Cái giường này được không? Chó hai vợ chồng nuôi hả? Con đứa còn nuôi không nổi mà. Sao rồi? Ba còn cầm cái số sao rồi? Gác lên luôn đúng không? Ừ. Đạt chỗ quá. Thôi cũng gọn ha. Xe lăn gì đâu. Còn gì nữa không? Ông để ông thằng tài gì nữa kìa. Đáng. Ông để ông thằng tài gì nữa kìa. Đó để đó luôn đi. Ừ, đẩy lên đó luôn. Lên gọn luôn. Ừ. Thêm nhiều đồ nữa. Rồi, vậy là xong á, con nhiêu đầy xe á. Còn nữa không? Nhung ơi. Còn gì nữa không? Còn bếp ga đã. Bếp ga lấy rồi. Bếp ga xong chưa? Chiếc xe đạp đẩy lên. Rồi, chiếc xe đạp đẩy lên luôn. Chiếc xe đạp đẩy lên còn. À, chú nhà hả? Dạ anh tên gì ta? Dạ, tên Gớt. Anh Gớt hả? Dạ. Anh Gớt mà hôm qua em kêu gì anh vớt anh vứt. Nhà rộng quá ta. Cái ngoài trước này đẹp ha. Cái phòng khách này à. Ồ, cái phòng khách này có điện đồ luôn, để em coi nữa. Này trước mắt là mình hợp đồng năm hay anh Gớt? Dạ. À, đây có anh chủ nhà đang được gửi, có thể trao tiền cho thay mặt Mạnh Thường Quân gửi tiền cho anh luôn. Cho em vô trong cái tham quan trước ha. Đây một phòng. Đây một phòng ngủ. Cũng được dán gạch rồi. Ở đây không có đóng lò phòng hay ta? Không có lò phòng. Phòng này có giường, có tủ luôn. Có tủ luôn hả? Tại vì lúc đó mua tới giờ là không có ở, không có gì chứ. Mua xong rồi đợi đấy đó. Có tủ âm tường. Cái này phải dọn dẹp đồ lại.
lao rồi hả Nhung? Có cái bàn nấu ăn. Rồi nhà cầu nhà tắm chung chứ không có riêng. Ừ. Nước đồ đi đầy đủ hết rồi hả? Dạ, đi nước đồ có đầy đủ chân vô là ở xài đó. Đây cũng còn rộng rãi quá ha. À. Chỗ này bằng cá, bằng rửa rau gì cũng được. Tại vì bữa đó nghe nói coi đó rồi vô coi có điện nước gì bỏ lâu quá, mấy năm nay đâu có ở đâu. À. Rồi coi có không có mới đi lên xin lại vô là cũng còn đầy đủ. Ừ. Nhưng mình vô mình ở vậy dù có hư hao gì trong nhà là mình thành tự sửa hàng ta. Dạ đúng rồi. Cửa nẻo thì còn bình thường hết ha, bóng đèn bình thường hết, đèn bóng rồi có đầy đủ hết. Nói chung là nhà này cũng đẹp hay là ha. Rộng. Lâu rồi nhà này mua là cỡ khoảng 6 năm rồi, còn cắt là cỡ 10 năm trên 10 năm rồi. Nhưng mà xé tường này nó có nguy hiểm lắm không ta? Này thì không giúp đỡ. Đúng cái bằng sao mà. Xé thì rất tận rồi luôn ha. Cấp 4 này. Nhưng mà chắc nó cũng không đến nổi ha. Không sao. Điện nước thì có chị, có đầy đủ chưa? Không tàu kia đâu. Quá rộng rồi, anh chồng sẵn máy luôn. Ôi, hai chồng tính ở phòng nào? Dạ, hai chồng thì ở phòng này nè. Đó, đồ, để đồ đạt đồ vô trong đó luôn. Hai phòng là đứa phòng đó. Hai chồng ở chung. Nói chung là hai vợ chồng ở phòng này là cũng thoải mái. Tháng là 750. Ờ ra trước đi. Ra trước anh. Anh xe ba gác chạy đồ chưa tới. À, có nghĩa là như thế này nè. Thì bây giờ cái nhà này là Thành đã đồng ý mướn anh là 1 năm. Giá tiền là mỗi một tháng là 750. Dạ thì thay vì thì mình làm một cái hợp đồng giấy tay 1 năm thì em sẽ mượn cái thước phim này, em làm coi như là mình có làm một cái hợp đồng để mình khỏi viết giấy luôn ha. Thì ngày hôm nay thì có mặt anh Gớt là chủ nhà với lại Thành. Thành đồng ý mướn nhà này em thấy sao? À, vui. Thì chắc có lẽ là như thế này. Thì Thành thì em sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân á, là một cái chị tiên ở Mỹ, thì sẽ làm hợp đồng với anh là 1 năm. Tuy nhiên thì em sẽ đóng mỗi một lần là 3 tháng, là mỗi một tháng là 750 ngàn. 750 ngàn. Còn điện nước thì sao anh? Điện nước thì Thành ở Thành tự chịu. À. Nhưng mà điều điều kiện là đặt ví dụ điện nước là đặt vô tôi canh tới tháng tôi vô tôi coi cái giấy mới được à nha, chứ để đây nhiều khi quá tôi đóng rồi nhưng mà không đóng rồi sao, để đây sau này đi cái bỏ lại điện nước tôi đâu có chịu. À. Hôm nay là ngày 25 tháng 7. Dạ, thôi mình tính ngày 1 đi cho dễ thôi được không? Hay là tính ngày 25 luôn? Cũng được rồi. Có mấy ngày mà. Rồi đúng rồi. Tính ngày đầu tháng là ngày 1 tháng 8 ha. 1 tháng 8 năm 2023. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2024 là hết 1 năm. Rồi. Em thì mình là làm hợp đồng thêm nữa. Thì 750 nhân cho 3 là 2.250.000. Thì em sẽ gửi cho anh trước 3 tháng ha. Thành chắc còn sửa lại vài, còn sửa đèn đồ lại đúng không Thành? À, thêm đèn đồ lại 2 triệu. Rồi mua thêm một số vật dụng ở trong nhà nữa 2.250.000 đúng không? Đây anh điểm lại giùm nha. Rồi bây giờ là Bùi Hồ sẽ thay mặt cho chị Tiên Trần ở Mỹ gửi cho anh Gớt là 3 tháng tiền mướn trọ. Thì 3 tháng sau thì anh cứ liên hệ với cái số của em thì em chạy qua em sẽ hỗ trợ cho Thành đóng. Tại vì chị sẽ hỗ trợ từ từ cho Thành đấy, cũng thời gian sắp tới thì cũng theo dõi về cái cuộc sống của Thành ở đây như thế nào nữa. À, rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Nhìn cũng rất là dễ thương luôn. Cảm ơn anh ha. Dạ cũng hồi sáng đợi hồi sáng giờ. Bây giờ chắc em ra ngoài trước ấy đi Nhung. Rồi cái cảm giác em bây giờ như thế nào rồi? Dạ em rất vui. Vui ha. Dạ. Cố gắng ở đây, cố gắng làm ăn ở đây thì có dự định là cho vợ bán
ở ngoài trước này anh thấy cũng rộng nè, mình quay qua đây, quay đây nè. Ở ngoài trước này cô bác của anh chị, thì nếu như được á ha, thì nghĩ là vợ của Thành á sẽ bán nước, bán cà phê rồi ngay chỗ này nè, mua mua một cái tủ để mà để cà phê, bán trà đường đó, em nghĩ sao? Dạ, thì vừa bán vừa giữ con luôn. Chịu không Nhung? Dọn dẹp chỗ này cho nó sạch sẽ lại tí xíu, cái mình đặt cái bàn cà phê, để vài cái bàn mình bán. Buổi chiều bán được nhiêu cô hay nhiêu? Bán thuốc, bán này kia đó. Chịu không? Chịu không? Dụ đế bia thì sợ ảnh nhậu dữ lắm, mày không bán đâu, là bán nước. Bán nước thôi. Dạ. Vậy là chấp nhận bán không? Đang biết, đang hỗ trợ. Dạ, dạ. Nhưng mà trước tiên là phải cho nhà mình ổn định khoảng 4 năm, khoảng 5-10 ngày cái đã. Dạ, dạ. Ha. 2.250.000. Thì bây giờ chắc sẽ quay ra đỡ. Hiện nay là còn được nhiều tiền không? Dạ, còn cũng 8-9 triệu. 8-9 triệu vậy ha. Dạ. Anh gửi thêm một số cho em để em phụ em mua đồ. Để mua ở nhà mình còn thiếu mất cái vật dụng gì đó. Mình mua ha. À. Có thể mình mua một cái tủ quần áo á, cái tủ thường thường bằng lon á mà. Nó gỡ nó tầm 1 triệu mấy à. Anh gửi cho em là 2 triệu, thêm 2 triệu mấy nữa đi. Vậy trước tiên là em lựa em với vợ em á, khi nào có rảnh á thì mua một cái tủ áo hoặc là mua một cái thêm một cái nệm để lên ngủ cho nó ấm, tại gạch này ngủ nó bị lạnh phổi á. Lạnh phổi ha. Còn cái tiền kia thì cứ để đó làm vốn đi, mấy bạn hỗ trợ, cô chú hỗ trợ thì mình cứ để đó làm vốn giữ đó ha. Anh sẽ gửi cho em 2.750.000 đó. Anh đã gửi tiền trọ cho em rồi là 3 tháng, thì khi nào mà gần đến 3 tháng thì nói anh qua anh hỗ trợ tiếp. Rồi trước mắt hiện tại là ở trong nhà mình nó vẫn còn một thiếu một số vật dụng thiết yếu ở trong nhà, ví dụ như là nệm rồi tủ quần áo. Khi mà mình dọn vô xong hết á thì anh sẽ qua thăm lại mình một lần nữa. Rồi bây giờ anh sẽ gửi để chiều nay hai vợ chồng có rảnh á, dọn đồ xong có rảnh mình sẽ đi mua một cái tấm nệm trước, cái đó là cần thiết nhất cho ngày hôm nay. Rồi mùng mền gói gì đó anh thay mặt cho chị Tiên Trần ở Mỹ gửi cho em thêm 2.750.000 với lại cái phần mà 3 tháng trọ là 2.250.000 á, là tổng cộng là chị thay mặt cho chị gửi cho em là cũng coi như là 5 triệu. Đây 1 triệu, 2 triệu, 500, 750.000. Cái phần này là em dùng để chị ra chợ gần đây đó mua nệm mua này mua kia, đợi nhu yếu phẩm, còn cái kia cứ giữ đó ha. Em cũng cảm ơn chị che nắng cho mưa, cũng giúp cho em một số tiền để em che chở cuộc sống trong nhà. Em rất cảm ơn chị. Cũng may là hôm nay đó thì đi đến đây thì hôm trước thì anh có nói là cũng sắp bị đuổi đi thì ở nơi đó thì nó không có đủ độ an toàn, chính quyền nó không có đủ độ an toàn nên giờ lên đây thì nó thấy cũng hợp lý. Ai nữa cho em cái ngôi nhà này? Dạ cũng cô Bảy. Cô Bảy đi tìm cho em ha. Dạ. Nhưng do cũng nói là ngày nào là giải đến chị Trung Trần. Dạ cũng cảm ơn chị Trung Trần ở bên Mỹ hỗ trợ cho hai chồng em có chỗ ở, có đường, em cũng cảm ơn. Nói đi, dự định thời gian tương lai sắp tới đi. Dạ, sắp tới làm gì? Sắp tới thì em dự định bán buôn bán rồi. Mày em thích không hay là thích buôn bán, thích cái ngày đó không? Dạ em cũng thích ngày đó. Dạ ha. Dạ. Rồi Thành. Dạ thì vợ thích thì em đồng ý. Nếu mà vợ có tiếp tục cái gì thì em cũng đồng ý. Rồi em dự định là làm bán vé số tiếp. Ở trong cái khu vực này á thì xe rồi chạy vô đây rồi nó cũng thoải mái nữa. Mà khu vực ở đây cũng mát, mà đây là cái khu vực khu dân cư á nên dân ở đây cũng đông lắm.
mình đi lên xuống rồi coi gần đây người ta bán cái gì đó, dù thấy bán đám mía cũng được, cái tiếng này nó sẽ an toàn hơn mấy cái tiếng khác. Tại cái tiếng này là dân tôi qua đỡ nhiều. Mình có thể mình bán nước mía hoặc là mình bán trà đường với lại cà phê, nước mía cũng được. Nước mía thì em nào giờ em không có biết ép đâu. Máy ép cho em là có ép. Em chỉ cần để cây mía vô ra nước mía à. Máy mà mấy triệu đó. Thì nếu mà bán cà phê á thì mình tốn thời gian. Cà phê nữa thì bán người ta cũng đâu thích uống. Bán nước mía với trà đường rồi cũng được. Trà đường thêm nước mía thêm. Trà đường nước mía. Nước mía thì em biết pha, còn cà phê nếu không pha không biết mình chắc. Ba nữa là cam ép. Ba thứ đó là kết hợp là bán được rồi. Mình bán mình có đồng ra đồng vô thì cho có sữa cho con, có tiền mua sữa cho con. Bây giờ đồ cũng dẹp vô nè, cô bán với anh chị. Quên nữa, cái phần ba gác. Phần ba gác là xe ba gác là 100 ngàn. 100 ngàn ha. Để mức để đi giữ đó làm vốn. Chú ơi, anh em gửi tiền. Có tiền không? Không có tiền thôi hả? Có không? Thành mướn anh là 100 đúng không? Đây. Em này em gửi. Rồi gửi anh cà phê. Nhiệt tình quá. Coi như ảnh vừa là máy vừa hỗ trợ luôn, đồ cũng nhiều nữa. Vậy là đây tới chiều dọn xong không? Xong hết hả? Tối nay ngủ ngon rồi, hết sợ mưa sợ gió gì hết trơn rồi. Thôi thì hôm nay cũng một hai ngày nữa thì tụi anh sẽ quay trở lại. Thì hôm nay thì đến đây cũng anh cũng thay mặt cho chị Tiên á ở Mỹ cũng để kết nối với em, và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn chị Tiên Trần ở Mỹ rất là nhiều, đã hỗ trợ rất là kịp thời cho hoàn cảnh của Thành có thể lên đây sinh sống. Ngôi nhà này thì cũng nhìn tổng quan thì nó xuống cấp nhưng mà nó vẫn đủ độ an toàn và nó rất là rộng, đủ độ sinh hoạt cho hai vợ chồng và đứa con, cũng như là có thể có một cái nơi mà buôn bán được. Còn một lần nữa thì Bùi Hồ và Đạt Đồng Tháp cũng xin chân thành tất cả cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Rồi cố gắng lên ha. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.